Xin chào cả nhà. Vào mùa thu năm ngoái, mình có dịp được ra Hà Nội và điều mà mình yêu thích nhất là bắt gặp những chiếc xe đạp hoa chở đầy các loại hoa với đủ loại hương sắc. Phía bên trên góc còn có những bó hoa hướng dương vàng óng ánh như tô điểm thêm cho sự rực rỡ của xe đạp hoa. Những khóm hoa xinh đẹp được chất đầy trên xe đạp là hình ảnh mình thường thấy ở thủ đô Hà Nội. Nếu muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy, mình có thể đến những con phố nổi tiếng như Yên Phụ hay Phan Đình Phùng. Những chiếc xe đạp nhỏ bé nhưng lại mang trên mình những bó hoa to rực rỡ cả một góc trời. Những chiếc xe này được làm việc quanh năm, nhưng mỗi mùa lại mang một vẻ đẹp riêng của từng loài hoa khác nhau đang khoe sắc thắm. Dù không sở hữu sự hùng vĩ, những chiếc xe hoa ở thủ đô luôn mang lại vài dòng cảm xúc đẹp đẽ cho người dân thủ đô. Vào mỗi độ chiều thu, hãy thử dạo ra những góc phố để tìm những khóm hoa đẹp. Sau đó dừng chân lại mà ngắm hoàng hôn Hồ Tây. Đây sẽ là những cảm giác khó quên mà mình có thể cảm nhận giữa trời Hà Nội. Trong mỗi chúng ta, Hà Nội sẽ in dấu với những nét đẹp riêng. Còn đối với tôi, hình ảnh Hà Nội đẹp nhất khi đường phố thấp thoáng, những chiếc xe hoa rong ruổi trên từng con ngõ nhỏ. Những hình ảnh ấy đã vẽ nên một không gian rất đổi Hà Nội, khiến cho bất cứ ai từng chứng kiến cũng đều phải thổn thức. Sau chuyến đi Hà Nội mùa thu năm đó, tự nhiên mình có sự suy nghĩ tại sao mình không mang chiếc xe đạp hoa gánh cả trời thương nhớ Hà Nội này về Mỹ. Chỉ có một chiếc xe đạp hoa đơn giản dựng nơi đây mà rất nhiều người ngoại quốc rất là thích thú, dừng chân và hỏi mình có bán những loại hoa này không. Có một cô chú người Hà Nội xưa rất là thích vì chú đã thấy được nét đẹp của Hà Nội ngay tại đường phố Mỹ. Tôi đã phải lòng với mùa thu Hà Nội. Ngay cái nhìn đầu tiên, những chiếc xe đạp hoa lách cách chở đầy hương sắc đất trời mà hiếm vùng nào có được. Dòng người vội vã bỗng chậm rãi, cảnh vật đặt trong không gian lãng mạn khiến lòng tôi nhẹ nhàng, xóa tan những lo âu muộn phiền. Đây sẽ là những cảm giác khó quên mà mình có thể cảm nhận giữa trời Hà Nội. Theo dòng chảy của thời gian, con người và cảnh vật đã có nhiều đổi thay, nhưng chất thu của Hà Nội vẫn còn nguyên vẹn. Để rồi đi qua bao nhiêu non nước hữu tình đất Việt, tôi vẫn da diết thèm được hòa mình vào mùa thu Hà Nội.